Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer Hem. Hiện tại là Trái Quỷ đang bam ở trong cái tựa game Rainbow Online. Không biết là Trái Quỷ nào đây. Hiện tại tín hiệu cũng đã kết thúc. Oh, bơm bơm các bạn. Hiện tại thì đã săn được tàu hải quân rồi. Thì bơm bơm với Barry thì hiện tại mình kiếm cũng khá là dễ dàng, không cực khổ như lúc trước nữa. Lúc mà mình ăn trái hi ê đó các bạn thì đánh không được tàu hải quân đó thì phải nói là vô cùng cực khổ hem. Hiện tại thì bạn Bin cũng sở hữu trái Pika, mình cũng sở hữu trái Pika, rồi thêm mấy bạn hỗ trợ nữa thì phải nói là đánh cực kỳ dễ luôn. Rồi, cất túi trái bơm bơm này nếu mà các bạn nào cần đó thì mình sẽ gửi đến cho mấy bạn hem. Còn bây giờ thì tự sát quay trở về cái khu vực mà mình farm hải quân hay nào các bạn. Thì có hai cách. Một cách là mình sẽ bay trái quỷ Pika hẳn tiến đến chỗ cũ. Còn cách thứ hai là đến đây để cho lão mập giải quyết hem. Vào thì xong, chờ đợi lão mập thôi. Đây đây đây, mình đã đi lên trên trời và đáp xuống như một thiên thần. Thì phía dưới thì mình thấy có một cái cô tàu hải quân đang chuẩn bị tổng tiến công. Nhưng mà hiện tại trong server với bao nhiêu đây lực lượng thì cái chiếc tàu hải quân đó là toàn thật sự. Đến đây mình sẽ cho mấy bạn coi những trái suke nè, chiến phẩm của tụi mình nè hem. 4 trái suke nha các bạn. Vẫn chưa có trái quỷ nào xịn sò hết. Chắc là mình lụm được trái bơm bơm cũng do bạn monitor nè. Lúc nãy mình không để ý các bạn, lụm được trái bơm bơm là do bạn monitor trong server nè. Chứ nếu mà không có bạn đó xuất hiện trong server là thế nào mình đảm bảo mình lụm cũng được Magu và là Pika. Tệ nhất là Hi-ê. Toàn là những trái lưu ra không. Làm gì mà xuất hiện trái này. Tại vì có bạn đó nè nên là nhân phẩm của mình bị tuột xuống. Nhân phẩm mình đang master. Các bạn thấy ở video lần trước mình đã lấy được cái cây gậy của chú trời Ino. Một lần đánh một à. Nói một lần đánh thôi chứ cũng trầy da tróc dậy. Mình phải lược bỏ cái clip đó hem, để đăng cho mấy bạn xem mới một lần đánh. Chứ mình đánh cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại đây nè, bạn này xui quá đi. Nhân phẩm của mình không thể đào mà che đậy cũng như là che lấp được cái xui xẻo của bạn đó hết. Lụm ra bơm bơm. Đáng lý ra bây giờ bạn đó chỉ cần không có trong server đi là mình thế nào mình cũng lụm lòi ra lão gu rồi các bạn. Lòi ra lão gu là ít nha. Lãng quạng là ra song sinh trái quỷ luôn á. Các bạn lụm được song sinh trái quỷ chưa? Chứ riêng mình đó thì mình vẫn chưa lụm được lần nào đó. Nói cho vui vậy thôi các bạn à. Rồi bây giờ thì tập trung đánh tàu hải quân để xem coi là săn được trái quỷ này hay không hem. Chứ mình thấy bạn monster từ clip này đến clip kia mình sợ quá rồi, xui quá mà. Vô tàu su kê không, hên của mình vào kéo lại trái bơm bơm chứ không mấy là su kê nữa ra. Là kéo trái su kê ở bên đảo Alon lúc nãy về đây là đâu là 5 trái rồi các bạn. Bật pin lắc quá, quá lắc luôn. 600-700 pin kiểu đó rống thiệt mấy bạn hùi. Chua chát. Đâu, đâu, tàu đâu, sao không thấy chiếc nào hết rồi ta. Chẳng lẽ bạn đó xui đến nỗi tàu hải quân không dám lò đầu ra luôn. Để mình bam tàu mình ra nè, mình bam tàu mình ra thế nào cũng lòi ra. Trời ơi, bam bị bam nhiều dữ vậy. Nó xuất hiện rồi sao đánh kịp. Nó, chưa chi gì nghe rầm rầm đùng đùng phía sau rồi nè. Mình lo mình sửa cái tàu mình lợi đi rồi mình xử sao. Trời ơi, gì vậy. Mình mới nhảy ra giật ngược lại các bạn, ghê vậy ta ha. Nó lắc đến nỗi vậy luôn á. Không biết bây giờ hết lắc chưa nữa. Ra chiêu thử biết liền à. Chưa các bạn. Nó còn delay mình quá à. Nè. Lết lại đây. Vẫn chưa có trái quỷ luôn. Rồi trái quỷ khó kiếm chứ không phải đơn giản giản đơn đâu. Thì lúc nãy lo chạy cối kiếm rồi mình lắc quá đó. Mình cũng không tập trung. Thì bạn Bin kiếm được trái quỷ Magu rồi nè các bạn. Đây là hình dáng của trái quỷ Magu lần đầu tiên mình thấy luôn á. Một trái quỷ mà cho ra cái khả năng farm tàu phải nói là cực kỳ đỉnh cao luôn. Chắc là mình bây giờ mình nghĩ là bạn đó sẽ bỏ Robert ra để quỷ ăn trái quỷ đó vào hem. Farm cho dễ bạn ơi. Ăn trái quỷ đó vào là farm là đỉnh cao rồi. Nói với trái Guru đó, nâng điểm đi vào cao cao tí là farm với Siddick. Trời đất ơi, bạn kia thấy bạn Bin có trái quỷ Magu chạy luôn kìa các bạn. Vậy là ý đồ bạn đó là vào server để cho mọi người xui. Mà không ngờ bạn Bin lại farm ra trái quỷ Magu nhờ cái nhân phẩm của mình nè. Nhân phẩm của mình rồi cộng thêm nhân phẩm của bạn Bin nữa mới lấp đầy được cái sự xui xẻo của bạn đó. Vừa mới thấy bạn Bin có trái quỷ Magu bạn đó chạy lúc luôn rồi. Thằng xui đã chạy trốn rồi. Tương lai sau này phải đó là vô cùng ấm cúng. Ủa mà ai dục dưới đây su kê quá trời vậy các bạn. 4 trái su kê lúc nãy trển mấy bạn dục xuống đây nè.
Thật không, mình xuống đây mình nằm mà cũng có bạn đi theo đứng nhìn nữa chứ. Lão mập giải quyết trước. Ôi, song sinh cá mập luôn nha các bạn. Giải quyết bạn kia trước rồi có một con lại giải quyết mình nữa em. Là mình tiếp tục với cuộc săn tìm trái quỷ của những con tàu hải quân. Thì mấy con tàu hải quân này thì mấy bạn cứ tập trung đánh hạ cái thằng lái tàu. Theo một cái kinh nghiệm săn trái quỷ bao nhiêu clip của mình á, lúc trước á, thì mình tưởng đó là đánh hết mấy cái tên trên tàu, nhưng mà không. Mấy bạn canh ngay thằng chủ lái tàu đó, bạn vố vô đầu đó, nhưng mà vấn đề á là nếu mà vố vô đầu lái tàu như vậy á, thì cái thuyền của mấy bạn sẽ bị ăn đại pháo rất là nhiều em. Mấy bạn không biết là mấy bạn nâng chiêu gì, làm cái chiêu gì cho mạnh mẽ lên để bạn vố vô đầu lái tàu, mặt mai sẽ xuất hiện trái quỷ em. Nhưng mà đường nào đi chăng nữa thì sử dụng năng lực trái quỷ thì cũng đánh diện rộng à. Mấy thằng bắn pháo sẽ chết trước, rồi thằng lái tàu là cái độ trâu bò của nó để nó giữ trái quỷ các bạn. Chứ mà anh dễ chết như vậy thì đánh dễ ra trái quỷ quá rồi. Nhưng mà tỷ lệ cũng 1% đâu phải dễ các bạn. Đâu phải dễ, khó khăn vô cùng. Đâu, nguyên một chiếc tàu bự xuất hiện nữa nè. Bây giờ mình sẽ bứa chiếc tàu bự này. Thôi mà thôi, chiếc tàu bự này Pika đó không được các bạn. Khó đánh lắm. Tại vì khi mà mình sử dụng chiêu sơn quýnh á, thì trúng toàn là cái cục bườm không à. Nè, từ nãy giờ mình xài rồi, thôi nghỉ luôn đi. Lắc quá các bạn ơi. Nói mà mình bấm được cái chiêu mà nó bay lên nó xài á là tàu chìm mất rồi. Cũng chơi cũng ăn độc địa thiệt chứ. Bay lên bấm chiêu cả buổi trời, phát lệnh đủ các kiểu, cuối cùng đưa ra cái lệnh đó, chiêu thức 5 giây sau mới phát động ra xài. Mà khi phát động ra xài cái tàu chìm mất rồi, còn xài xiết gì nữa. Nè mấy cái tàu nhỏ này nè, chưa được nè. Chưa được. Mà chắc mình nghĩ chắc cũng không tới phiên mình quém đâu các bạn. Mấy bạn kia, một bạn Magu, một bạn Goro. Bạn Magu bắn một phát vào, bạn Goro chẻn phát rồi xong. Mặt mai còn hàng lấy tàu còn sống sống, mình đá mình ăn ké có khi hên được trái quỷ. Nhưng mà cũng trớt luôn. Bạn sử dụng Magu chơi rút máu chết nó luôn rồi, mình đá là trớt bắp rồi. Đâu, tàu nữa đâu. Đánh một hai chiếc nữa rồi, nghỉ các bạn ơi. Đây. Trời ơi, bạn ra bạn đứng bạn canh sẵn vậy rồi. Xem bộ mình khó lấy trái quỷ nha bạn. Đó. Rồi bạn nó bắn thêm phát nữa là banh chành rồi. Trời ơi, thôi. Mình nghĩ là có hai bạn này trong server hả, mình farm được một trái quỷ nào cũng hay lắm luôn các bạn. Dù trái su kê cũng rất là khó. Tại vì mấy bạn đánh như vậy á thì trái quỷ vô ngừ mấy bạn đó chứ có vô ngừ mình đâu. Mình chỉ dạng vô ba cái gỗ mục thôi à, để sửa tàu sửa thuyền cho mấy bạn. Đây một chiếc nè, mình sẽ là người đánh trúng nó đầu tiên. Trời ơi, gì không ra chiêu kỳ vậy. Ý, tàu bự. Thời đó cô là trời đi lây kinh vậy. Tàu cũng tới gì hai ba chiếc khí ứng vậy. Để mình xơi. Tụi mình xơi lên nãy giờ 7 giây trước rồi nha các bạn. Không ra, giờ mới ra. Mà hên là cái chiếc tàu bự kia nó bị vướng díu gì á, nó không di chuyển được. Ý, bạn kia như đang sử dụng ulti của trái guru các bạn. Đánh Ino ưa gồng chiêu này lắm nè. Xuống quả cầu bự lắm nhưng mà có điều gồng hơi lâu thôi. Canh thời gian đi sử dụng. Chứ BK mà sử dụng chiêu này chắc chúng quýnh cũng sắp mặt à. Nhưng mà chiêu này mạnh thiệt. Khi mà xuống là sát thương à, phải nói là kinh khủng vô cùng. Ino đã sử dụng cái chiêu này để hạ không biết bao nhiêu là đối thủ. Để lấy đã cổ bổng gậy đập chó của hắn ta hay không. Tại vì khi mà các bạn muốn lấy cái bổng cũng như là vật trang trí của hắn ta thì bạn phải đánh với hắn ta. Và khi đánh với hắn ta thì dám chắc bạn nào cũng sẽ gặp một cái chiêu ulti đó hết. Tại vì hắn ta cố thủ và gồng chiêu ulti đó lên để chiến đấu với bạn, để đập một phát chết. Một là tay Ken để giải cứu, còn hai á là đứng đó chịu trận, đánh ăn được bao nhiêu đam hay bấy nhiêu. Rồi nói nãy giờ để mình cho qua thời gian, mà qua thời gian cũng chả thấy con tàu hải quân nào ở đây hết. Gì kỳ vậy ta. Chừng một chiếc nữa thôi, em chỉ cần một chiếc nữa thôi mà. Mà anh khó khăn thế. Đâu, trái phải, trời ơi. Cái chai nước nó lăn xuống dưới luôn kìa. Cá mập cũng rồi sử dụng lực 500 để hút cái chai nước xuống dưới cũng quém. Uống nước biển chưa đủ ha, giờ nó uống nước ngọt nữa. Rồi xong. Toàn. Trời ơi. Tàu bự ra là khó đánh lắm các bạn ơi. Bây giờ nếu mà sử dụng chiêu mạnh á, nó chìm tàu thì mình không có được trái quỷ. Còn mà sử dụng cái chiêu yếu á, thì mấy hải quân nó nọng lia lịa vào cũng toan. Bây giờ mình chờ đợi thêm một chiếc nữa nè. Đâu. Không thấy. Mình thấy bạn Bin đã chổng khu tu đích sửa thuyền kìa.
À đây, nó đây rồi. Nhưng mà chí tàu bình thường. Rồi xong. Ngon, lụm quá. Lụm quá trời thình luôn các bạn. Nhưng mà có điều là gỗ không à. Ui ui. Rồi được rồi các bạn. Video đến đây thì mình nghĩ là cũng nên nói lời tạm dừng rồi hem. Thì cũng gửi lời cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ mình trong video ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn rất nhiều các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.